nội. Trời hả? Ăn hết con. Dạ. Cơm nè nội. Ôi trời. Nội. Ê sao cái giọng thì giống mà sao cái mặt. Nội. Ghê quá. Nội nhìn con đi nội. Nhìn nè mà sợ quá. Con Hằng cháu dâu của nội nè nội. Đây, bà từ từ nha, con đeo kính vô cho bà nha. Rồi. Đây, bà khoan nha, bắt đầu nha, bà mở mắt lên nha. Nha. Mấy ngón? Không thấy thiệt mà. Trời, nội. Con Thiện nè nội. Nội không thấy gì hả nội? Nội cười gì vậy? Một cục mỡ màu hồng trần dần. Cha mày chứ không thấy. Thiệt á, trong tình huống nào nội cũng giỡn được hết trơn á trời á. Nè, tôi dặn ông nha, bà mới mổ á, đừng có để bà xúc động nha. Nếu mà xúc động á, là có khả năng á, ảnh hưởng đến mắt. Mà ảnh hưởng đến mắt á, là tôi phải mổ lại đó nha. Trời. Bà lớn tuổi lắm rồi, nếu mà mổ lại á, khả năng hồi phục như bây giờ không có được đâu á nha. Con Hằng đâu? Hằng qua liền, để con nhắn tin hỏi Hằng. Con dặn bà nha, bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ cử động nhiều. Dạ, nhớ đeo kiến. Bà phải đeo kiến. Dạ. Tại vì á, nếu mà bà không đeo kiến á, thì ánh sáng á, nó chiếu vô mắt, nó sẽ ảnh hưởng đến mắt mà đó nha. Cảm ơn bác sĩ chu đáo quá. Dạ. Bạn về nha, cảm ơn bạn nhiều. Vui à? Vui. Vui con á? Con cũng vui nữa. Con Hằng đâu? Sao vui mà nhắc Hằng tới gì nội? Màu Hằng đâu? Sao nội như chú cùi vậy đó, kiếm chị Hằng hoài vậy? Nè nè nè, đừng có mà tào lao thích đế nha. Không có cảm xúc. Nội có cái linh tính nha. Nội thấy giữa con với con Hằng nó có cái chuyện gì đó. Không có chuyện gì hết. Phải không bà, nó đâu không chuyện gì tới bây giờ đâu. Trời ơi, 5 phút nữa Hằng qua liền mà con nhắn tin rồi. Bị nó qua đây liền rồi. Nội. Con nè nội. Trời hả? Hằng hết con. Dạ. Con nè nội. Trời ơi. Nội. Ê sao cái giọng thì giống mà sao cái mặt. Nội. Ghê quá. Nội nhìn con đi nội. Nhìn nè mà sợ quá. Con Hằng cháu dâu của nội nè nội. Hôm qua nhiều quá nhớ thương nội, con bị tai nạn giao thông. Cái xong con té sấp mặt luôn. Hả? Cái xong con vô bệnh viện văn bó như vậy nè. Nhưng mà cũng nhiều quá nhớ thương nội. Con trốn viện, con tới đây con gặp nội nè nội. Trời ơi, xúc động quá Hằng ơi. Trời ơi. Nội. Bác sĩ dặn sao, Không được khóc, không được cảm xúc, phải vui lên. Cháu dâu của tao như vậy mà biểu tao vui sao được, trời đất. Nội, bác sĩ dặn sao? Một là vui, hai là đuôi. Thôi thì... đưa nó đi bệnh viện đi, Dạ, đưa đi liền. Đưa đi liền. Nội nói nhà đi. Dạ, nội con đi vô đi bệnh viện. Cái gì vậy? Như ăn trộm nhà tôi vậy? Không trộm vậy? Hay quá ha. Bài mấy cái trò băng mặt này sống nói tôi biết. Gây cứng như phim hiểu không? Nội ơi, con bị té sấp mặt luôn rồi. Đúng rồi, giống phim lắm. Phim sẽ ướp Ai Cập á. Mấy cái phim kinh dị là cô đó. Cô thấy bà nội tôi sợ mém xỉu không? Ủa? Nội anh xỉu tốt chứ gì? Xỉu tốt cái gì? Còn ăn nữa, lỡ nội ra nó thấy thì sao? Trời gai buồn. Thì cứ làm cũng không tới nữa. Tới vậy? Đụng xe thấy xe gì mà bị có cái đầu không, tay chân không bị gì hết trơn vậy? Thôi, nội anh tin là được rồi. Mà tôi nói trước nha, anh á, lo kiếm bạn gái về đi. Chứ cái mặt này nè, dăm bữa nửa tháng thôi á, chứ để lâu là không có được đâu á nha. Tôi nhìn là tôi biết rồi, không cần dăm bữa nửa tháng. Nhìn sơ là biết cô xạo rồi. Ở đâu mà băng cái mặt cặp lông mi giả còn dày hơn cái băng nữa. Vậy sao? Dạ sao tôi lột ra nha. Được rồi, để từ từ tôi tìm cách cho. Hằng ơi, về tới là Hằng. Dạ. Nội chưa? Từ từ. Ủa? Làm gì vậy? Người ta bệnh mà cung. Dạ, tụi con thương nhau á nội. Dạ. Con đi bệnh viện sao rồi? Dạ, con lên thì bác sĩ nói là mặt con cũng đỡ. Dưỡng lâu hơn thôi. Dạ. Rồi khi nào mình thay băng cái mình vô bệnh viện lại á nội. Dạ. Tội nghiệp không?
Ủa mà nội, nội chưa khỏe mà nội ra bếp làm chi vậy? Nè, nấu nấu cho con cái loại nước này nha, uống cái vết thương nó mau lành lắm con, mà cái mặt mất sẹo luôn. Trời ơi, phiền nội quá nội. Thôi thiệt nha, thấy hai đứa tụi bay quấn quýt thì cho vàng bà nội không mừng bằng nè. Dạ. Dạ, nhưng mà chắc chị nghỉ ngơi. Dạ, nội à, chắc con dắt em Hằng về nghỉ ngơi. Tại vì tụi con chưa là vợ chồng với nhau mà cứ hả quấn quýt với nhau hoài, rồi qua nhà con nhiều, con sợ nhà bển dị nghị. Dạ đúng rồi đó nội. Nội vô ý quá ha. À, thôi bây giờ vậy nè, con đưa Hằng về bển đi hen. Rồi ngày mai á, hai bà cháu mình qua bên đó bàn cái chuyện đám cưới. Phép đặt cọc phải chốt mới được. Có cần phải đặt cọc, đừng có cãi, đừng có ngạc nhiên, đừng có cãi người già. Nội làm như vậy đó là để cho người ta khỏi có dị nghị vì con đó. Dòm gì, đưa nó đi về, lẹ lên về nha con. Khi nào ngủ rồi không? Không, tôi chỉ nhắm mắt để đó thôi. Xin lỗi mọi người, đêm qua em trằn trọc quá, mới ngủ được có 6 tiếng à. Trời ơi, cho nên sáng nay em hơi thiếu tỉnh táo. Anh ký xong chưa? Xong hết rồi nè. Em có chuyện muốn thưa với anh. Chắc anh cho em xin nghỉ dài hạn. Đầu óc em bây giờ rối bời quá, em không có tâm trí em làm gì hết trơn. Râu lắm hả em? Râu đến nỗi tóc tai không thèm làm luôn kìa. Bây giờ vậy rối quá rồi đúng không? Chiều nay theo anh, dắt mày ra tiệm hớt tóc cạo luôn. Cái này là rối từ bên trong anh rồi. À, là nó rối từ những cái nhỏ li ti trong nó xoắn ra ngoài á hả? Phải đi tẩy não mới hết được. Nãy giờ giỡn thôi, tươi vui lên. Làm gì mà u rầu quá vậy hả? Nè, nghe anh dặn, làm gì làm nha, cố gắng không được để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới công việc. Dạ em biết rồi. Ê, nó nghe nè, mặc dù tôi không nghĩ được cách gì giúp anh á, nhưng mà anh hủy hợp đồng đi, tìm người thế Quỳnh đi. Không được. Không được cái gì? Khó xử quá. Em cũng không ngờ Quỳnh lại máu lạnh với em như vậy. Bà nội em sống hết lòng với Quỳnh, vậy mà Quỳnh sống như Quỳnh vậy đó. Chứ bây giờ anh định làm sao? Không lẽ anh để cho Quỳnh nó phải đeo băng mặt hoài vậy đó hả? Thì biết là như vậy. Bà nội em hôm nay đi xem ngày lành tháng tốt để cho hai đứa đám cưới với nhau. Cưới luôn? Em không muốn làm ảnh hưởng tới Quỳnh đâu, nhưng mà thật sự em không còn cách nào hết. Quỳnh có giọng nói giống bạn gái cũ em quá đi, ngay cả ho á xì cũng giống nữa. Bây giờ em không kiếm được ai hết trơn hết trời á. Bà nội em mới mổ mắt xong, em không muốn bà nội em bị sốc. Ê, tôi có cách này nè. Bà nội anh sống như quê phải không? Cái này là con nhờ anh Tèo ở dưới quê mà nó nội chụp mấy cái cảnh, mấy cái đồng ruộng rồi nhà cửa dưới quê, gửi một album cho nội coi nở đỡ nhớ quê. Nhà dưới quê đẹp quá nội ha. Nhìn nhớ nhà, nhớ quê quá đi các con ơi. Quê hương là chùm khí ngọt cho con tèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi Hằng, học. Em đừng ca hư cái quê của nội. Nội ơi, nội nhớ quê quá, chắc con dẫn nội về quê ha. Mày đúng là cái thằng vô trách nhiệm. Dạ, nhưng mà nội nhìn này nhớ lắm á nha. Với lại á, nội lên vậy á, rồi nhà cửa ở dưới ai coi, rồi ai chăm sóc ở dưới nội? Sao? Nhớ lắm á. Ở dưới có thằng Tèo. Ôi thằng Tèo giỏi lắm nha.
nó đi bao lâu thì đi, cứ giao nhà, giao cửa, giao gà, heo qué cho nó là giao yên tâm luôn. Nội à, ơi nội, anh Tèo anh giỏi nhưng mà nội nhớ quê thì nội cứ về đi, mình chơi một thời gian mình lên. Sao nội về được? Ở đây còn một cái chuyện hết sức là quan trọng, là ở đây nội phải lo đám cưới cho con xong rồi nội mới về. Bây giờ bữa nào con sắp xếp cái thời gian mà ổn định mà đẹp lên nhất đó là con đưa bà nội qua gặp ba má con để mà bàn. Nội 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 không được đâu nội ơi. Khoảng thời gian này không thể nào mà qua gặp ba má của Hằng được đâu nội. Sao vậy con? Tại vì Hằng đang bị thương mà nội, đúng không? Đúng rồi nội. Mà cái vết thương này bác sĩ nói là cũng phải ba tháng. Dạ đúng rồi đó nội. Cái này bác sĩ nói là chỗ mà để mà lành là ít nhất là 3 tháng lận á nội. Đúng rồi nội ơi, bây giờ á mà cái mặt 3 tháng lành rồi nhưng mà cũng còn sẹo đúng không em? Dạ. Giờ 3 năm rồi nội, 3 năm nó mới lành hẳn. Ủa nói với cái gì kỳ cục vậy? Sao này lành vết thương 3 tháng rồi 3 năm mới cưới lần sao? Nói gì tao không hiểu gì chứ. Dạ, thì mình về quê 3 năm đi rồi mình lên rồi mình cưới sao nội? Dạ không phải nội, ý là không ấy, bây giờ cái vết thương con á lành thì 3 tháng, xong rồi cái 3 tháng sau rồi mình cưới cũng được. Nội ơi, bây giờ không ấy trong lúc mà con chữa vết thương á, rồi cái nội về quê, nội thăm quê, rồi cái 3 tháng sau cái vết thương con lành á, rồi cái mình lên rồi mình cưới cũng được. Chứ giờ nội nghĩ đi, cái mặt con vậy nha, mà đám cưới rồi khách khứa, nội nghĩ đi, cái mặt là xấu là chết luôn á nội. Mặt có sẹo nữa phải không? Dạ đúng rồi, mà nội biết rồi, sẹo này chữa khó lắm. Nội biết không, nhiều khi lành rồi nha, mà sẹo này hả chị không được, tốn nhiều tiền lắm á nội, tốn thời gian lắm á nội. Tốn tiền dữ lắm hả? Dạ. Dạ, phải có thời gian chữa trị nội. Kêu cái gì lấy ra điện thoại kêu ông Tèo. Thì đó thì con nãy giờ con cũng tính như vậy. Lẹ lên đi. Dạ để đưa dạ. Nội về. Đó nội dạ. Nội gọi anh Tèo đi rồi báo anh Tèo chuẩn bị nhà rồi mình về mình thăm quê. Dạ. Alo. Tèo phải không? Nội nè. Nghe nội dặn ha. Bán ngay cái miếng đất ở đằng sau giường á. Nội. Rồi coi như nếu mà không đủ không nhiều tiền bán luôn cái đám gà đó bán luôn, rồi cái đám heo bán luôn. Đừng có hỏi nữa. Tôi biểu bán là cứ bán cho tôi đi. Nội. Nhiều tiền. Nói. Ủa nội. Ủa bán đứa gì vậy nội? Vô trách nhiệm. Con người ta, cái mặt con gái vậy nè, phải cần đẹp. Làm gì làm, mặt con gái là phải đẹp. Mà muốn đẹp tiền đâu mà chữa cho nó đủ con. Cho nên nội quyết định bán đất nha. Không đủ tiền thì bán luôn cái nhà này nè. Chữa ở đây không được, bà đưa con đi nước ngoài chữa. Con gái mà, cháu dâu của nội mà, cái mặt là phải xinh phải đẹp nó con á. Yên tâm đi, nó còn sống nó hứa là nó lo cho con mà, nó thương con lắm, nó yêu con lắm. Đứng ra.